Hello mọi người, cảm ơn mọi người theo dõi kênh YouTube Cuộc Sống Đảo Hồ Chí Minh. Bây giờ mình đi ra quay đi đảo Helgoland. Mình quay cảnh mọi người đi đảo. Đưa ba mẹ đi ra đảo. Mọi người đang chờ để ra đảo. Những học sinh đang đặt chiếc tàu. Nặng chim mona, nặng buổi chiều rồi đâu còn đen giá đâu. Không bị chơi đây. Có đi ra đây cho ngã. Mà đồ em mụ này sao bà già đồ đây nè, ba em ra đây cho ngã ông chúng bạn chùa đỏ ngón chứ. Ngồi đây. Đây đưa cho con ít bát. Cho vịt ăn. Đói quá. Hà cầu. Con tên Hà cầu á. Hải Âu, quên kêu Hà cầu, Hải Âu. Nhưng chỗ á. Chào anh mì nè. Đây mình cho hai cậu, mình cho vịt với hai cậu ăn đây.
Ba tệ để chụp cho ăn nè, chụp nè. Lấy cái bọc ra để cầm đưa bọc bánh mì lên ăn. Chương chụp vậy nè để em làm cho bạn chim bay lên trần đàn. Trong biển anh em.